Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến sáng ngày mai, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là 17 đến 20 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang bước vào giai đoạn chính đông, các đợt không khí liên tục tăng cường và bổ sung khiến trời rét kéo dài. Trong đó, rét đậm, rét hại có thể dồn dập trong thời kỳ nửa cuối tháng 12 và tháng 1 năm 2023. Dự báo khoảng ngày 13 tháng 12, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tiếp tục giảm. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo dừng bán vé vào cửa và hạ thấp tường rào công viên thống nhất từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đây là thông tin được đưa ra tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, thông qua nắm bắt kiến nghị cử tri, các cơ quan chức năng của thành phố đã có chuyển biến tích cực trong việc tháo gỡ những bức xúc trong thực tiễn, những vướng mắc bất cập của cơ chế quản lý điều hành, đáp ứng được một phần nguyện vọng chính đáng của cử tri. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo dừng việc bán vé vào cửa và hạ thấp tường rào công viên Thống Nhất từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Qua đó tạo không gian mở đối với khu vực đường Trần Nhân Tông và phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, theo đúng cam kết của thành phố. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo đầu tư xây dựng 6 công viên, cải tạo 5 công viên và nâng cấp 45 công viên vườn hoa để phục vụ nhu cầu của nhân dân.